lại đường thẳng đúng rồi, nhưng mà cha mẹ thấy là sẽ chửi thôi. Đúng rồi, thì coi như là bạn người là vừa vô hình rồi. Hoành độ kém tung độ, kém tung vậy là lấy tung, độ bằng hai đơn vị, thấy hoành không? Yes, kém tung đúng không? Yes, hai đơn vị thì thằng nào lớn, tung hay hoành? Tung. Tung lớn thì lấy thằng lớn trừ thằng bé ra đúng số đó, vậy là y trừ hoành là yết bằng hai, chuyển qua vậy y bằng hai cộng yết, chỗ nào có y thay bằng hai cộng yết, thế vô đây vậy là hai cộng yết bằng trừ yết cộng bốn, giải ra yết bằng bằng một. Tiếp tục thế vào đây, vậy là y bằng hai cộng một bằng ba, vậy kết luận k tọa độ yết trước y sau là bằng một, một y là bằng ba ba thuộc d, kịp chưa? Rồi.